Hello chị bán nồi. Chào nhà thiết kế. Yo, khỏe không? Giờ chị khỏe không? Yeah, lâu quá chị không gọi cho em từ cái thời Super Wave Oven tới giờ ha. Trời ơi, từ hồi mà Super Wave Oven tới giờ là cũng không có gặp luôn đó. Sản phẩm đó, Super Wave Oven đó được nhiều người mua lắm em ơi. Oh, mà nghe bên đây nghe gọi em có gì không? Có chứ. À, đang cần Em giúp đỡ nè, tại vì sắp tới chị làm cô dâu phụ cho đám cưới của người bạn thân đó mà chưa có đồ mặc. giúp chị. Chưa có. Em có em có gì để giúp chị không? Chị nghi hên lắm nha, biết sao không? Em mới vừa dựng mấy cái mẫu đầm đi đi tiệc mà cũng Ồ ok vậy đó lắm. hả? Nhưng mà Wow. tại vì chị biết sao, em chưa có người mẫu đi thử, Ừ, hay là vậy chị nghi thì mặt giúp em đi. đó chị cũng định nói vậy đó. Vậy khi nào hai chị em mình có thể gặp nhau được Bây giờ đây? nè, em rảnh hả? Chị nghi rảnh không? Ồ bây giờ em rảnh hả? Ok bây giờ tại vì bây giờ chị cũng rảnh đó. Hay là em ghé nhà chị đi rồi rồi cho chị xem đồ của em nha. Ok, đi liền. Ừ ok, rồi Rồi, chúc bye gặp chị. em, bye nha. Rồi, bye bye. Come in. Nè, nó nghe nè, trời ơi. Sao mà chán Sao? quá à, đi Sao shopping gì sang cả thở tuần vậy? nay, nè, đi First Colony, đi Memorial nè, Galleria nè, mà không được cái nào hết trơn á. Đi cả tuần nay nè, mà bây giờ sắp tới á, là đám cưới của người bạn rồi, mà chị làm cô dâu phụ. Bởi vậy chị mới tìm nhà thiết kế Yeah, em hiểu ý chị, nè. mà thời tiết bây giờ nóng nực lắm ha. Lúc nóng lúc lạnh. Đi shopping nó cũng khó khăn nữa, cho nên Ừ. em cắt sẵn mấy bộ đồ đầm dạ dạ tiệc mà thoáng mát Wow. để dành cho chị Nghi Hèn chi này, nói thiệt nha, nãy giờ chị là chị chú ý tới cái này lắm nè. nè. Ok, let's see. Này là bộ sưu Đâu? tập mới nhất của em á Được nha. ạ, chị coi. Nhìn đẹp quá nha. Yeah. Đây, một bộ này đi với nhau. Ừ. Để em coi coi. Ừ. Đứng lên thử, ướm thử coi. Để chị thử. Mình. Hay hay đi chung với nhau Dễ thương á em. nè. Look Nha, nice. thử cái này coi. Dạ. Nghe chị thử cái này đi. Bì trẻ hơn chút nè. Ừ. Jacket. Dễ thương á. Dạ mọi người Chị vậy thích nha. cái hạt ở đây nè. Nha. Điểm Với lại nhấn. cái skirt. Ừ. Hai cái này mặc nhau nhìn nhìn, nhìn rất là trẻ chị ha. Đây còn cái này nữa. Ý, chị thích cái này nè. Wow, đem ship vào. Ừ. Nhìn màu đen nè, nhìn quý phái sang trọng á nha. Dạ, này là em mang bằng vải nhung với ren á, ren ý này mắc tiền lắm chị. Đó, nhưng mà mặc rất là thoáng mát cho nên chị mặc sẽ không có nóng được trong mùa hè. Mà cái chất liệu nó rất là ấm, rất ấm của mùa đông. Đó. Nhưng mà chị em ơi, chị nghĩ tại vì đây là đám cưới của người Việt Nam á, cho nên nếu mà mình mặc Áo dài đúng rồi, rồi rồi. truyền thống thì sao? Tại vì như vậy thì nó hợp với người Á Đông hơn, Yeah, đúng không? em không nghĩ nghĩ chị Nghi á, đám cưới Việt Nam mình không có gì đẹp bằng mặc áo dài hết trơn á, cho nên hả là em lấy cho Nghi coi nha. Em lấy sẵn một cái áo dài cho Nghi rồi nè. Nghi, áo dài. Chị dễ thương quá, cái màu sáng quá nè, rất là hợp với lại đám cưới nữa. Yeah, thử lên người coi. Mà Nghi biết sao không? Cái áo dài đặc biệt là nó nhấn vùng này, nó nhấn vùng vùng eo vậy Vùng nè. eo đúng Cho nên rồi, người tại vì mặc áo á dài Việt Nam mà là thường là khoe ba vòng đó em. Mà đặc biệt cái vùng eo này nè là người mặc phải có cái vòng ba, vòng hai đẹp lắm. Vòng hai phải nhỏ, nhưng Nhưng mà mà em không biết làm sao ha. không có Không sao biết. đâu, để nè, để chị nói cho em nghe. Tại vì á hả, chị có bí quyết. Bí quyết hả? Ừ, bí Bí quyết quyết. của chị. Đây nè, cho em coi bí quyết của chị nè. Ồ, Ren cái này là gì vậy chị? Tummy Tuck Belt. Tâm sắc bao dùng để làm gì vậy chị? À, đây là cái sản phẩm á, dùng để tạo dáng vùng bụng. Tại em bụng là bó cho nó thon Đúng rồi, có nghĩa là mình mặc vào thì nó sẽ ôm cái vòng hai của mình lại. á hả? Nếu mà chỉ ôm cái vòng hai lại thôi thì nó cũng giống y chang như là mấy cái gen ở ngoài bà bầu ngoài kia Nào 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 mà. nào, không phải đâu. Cái này á, tại vì á, ngoài cái việc mà nó tạo dáng cái vùng bụng ra á, là nó còn có thể giúp cho mình tan cái mỡ bụng nữa. Tan mỡ bụng Ừ. Tan mỡ bụng là như thế này nè. Nè, em thấy không? Đây là Thermal Accelerator. Thì hả? Thermal Accelerator nó là cái kem dùng như thế này nè.
em nặng em lấy kem ra ha. Xong rồi sau đó là em cho kem mình á để apply cái kem này vào cái vùng bụng của mình. Sau đó là em mặc cái này vào. Mặc vào thì khi mà em mặc vào như vậy á thì chỉ cần làm như vậy 10 phút một ngày và mỗi ngày làm như vậy 2 lần thì trong vòng 30 ngày đầu tiên em sẽ thấy là cái vòng eo của em á nó nhỏ lại rất là nhiều, là bởi vì cái kem này nè và cái bó bụng này nó sẽ giúp cho làm tan cái mỡ bụng ở vùng bụng đó. Tức là bây giờ chị nói là mình dùng cái kem này một ngày 2 lần, mỗi lần 10 phút. Đúng rồi. Tức là một ngày mình dùng nó 20 phút đúng không? Đúng rồi. Pha lên bụng. Rồi mình chỉ việc mặc cái này lên thôi. Đúng rồi. 30 ngày hả? 30 ngày đầu tiên là em sẽ thấy là cái vòng eo của em á nó nhỏ lại liền ngay lập tức. Tại vì nó có công dụng là làm tan mỡ bụng mà. Ồ hay vậy. Nhưng mà Nghi ơi, 30 ngày đối với em á nó vẫn còn sớm, nó vẫn còn chậm quá. Sao tại vậy? Chị biết không? Sao? 2 tháng nữa là em đi Pháp rồi, em tu nghiệp bên đó. Nhưng mà chị Nghi biết đó, ở bên người Pháp bên đó người ta chuộng mấy người mà ốm lắm đúng không? Cho nên là thành ra em đang giảm cân cấp tốc để em đi kịp. Cho nên là 30 ngày vẫn còn quá sớm, với quá chậm với em. Ok, thì không có sao hết á. Tại vì cái này á, nếu như mà bình thường á, mình dùng cái kem này với lại cái Thomas Bell này nè, là mình đã giảm được rất là nhiều pounds rồi trong vòng 30 ngày đầu tiên. Nhưng mà nếu như mà em kết hợp với ăn kiêng, rồi em kết hợp với lại tập thể dục nữa, thì nó sẽ nhanh hơn gấp 4 lần bình thường. Gấp 4 lần bình thường? Ồ thiệt. Ồ, em thích lắm nha, em thích lắm nha. Nhưng mà Nghi, cái này á mình mặc nguyên ngày được không Nghi? Ví dụ là em thấy nó ôm như vậy nè, nó giữ cho cái body mình nó cứ thon gọn lại. Đúng rồi. Thì nhưng mà em muốn mặc nguyên ngày để em đi làm việc, đi gặp bạn bè này kia được không Nghi? Được luôn, tại vì em thấy hôm nào em về em nhìn đi cái chất liệu của nó nè, rất là thoáng mát, rồi mềm nữa, lại co giãn nữa. Nếu như mà em mặc vào á hả thì chắc chắn là nó sẽ ôm cái vùng eo của em đúng không? Nhưng mà với lại là em mặc vào sẽ em sẽ cảm thấy là không, giống như là không có mặc vậy đó, rất là thoải mái. Như là không có nóng nực gì hết đúng không Nghi? Không, không hề. Em vẫn có thể thư giãn sinh hoạt bình thường. Nè để em coi coi. Mà đúng rồi đó, cái chất liệu dệt, cái sợi đúng dệt rồi. nó rất là mới. Đúng rồi. Cho nên là nó em thấy được là rất nó là rất giản, thoáng mát. Thoáng mát nữa, đúng rồi. Mà nó không bốn chiều luôn nè. Nó không bốn chiều bởi vì đúng là nhà thiết kế nha. Nhìn là biết liền là cái sản phẩm nó như thế nào. Nó rất là tốt. Đủ coi vậy nó rất là tốt, em rất là thích nha. Mà Nghi biết làm sao không? Sao? Mấy chị em đến tiệm của em để mà may áo dài đó. Người ta nói là vòng 2 người ta không được như ý. Đúng. Cho nên là tại vì thật ra như em biết không? Tại vì tuổi của mình á, tuổi của về chị nói là về giới nam hay giới nữ cũng vậy á. Tại vì khi mà trẻ đó thì da thịt săn chắc. Nhưng mà khi mà bắt đầu lớn tuổi lên á, là cái vòng 2 á thường là sẽ bị lớn ra hơn bình thường rất là nhiều. Mà thậm chí là không có biết cách á, ăn uống rồi cũng không biết cách mà sinh hoạt á, thì cũng sẽ là có những cái mà bad effect á, tới cơ thể của mình rất là nhiều. Bởi cho nên á, mấy chị phụ nữ hỏi em có cách nào mà để giữ cái shape, giữ cái bụng đẹp lên không? Như là con gái đúng không? Như thời con gái đó. Mà cái này Nghi ơi, cái này nó chỉ có cái hình này thôi Nghi, nó có cái để bó đùi hay là có luôn, hay làm có sao luôn, không? Có luôn. Đây là tại vì cái sản phẩm này á, là chỉ dành cho là áo thôi. Còn nó có cái sản phẩm là dành cho bó cái phần hông của mình để mặc quần nè. Rồi nó có cái sản phẩm để bó nguyên cái người của mình để mình mặc đầm nữa. Và đặc biệt là cái này dùng cho nam lẫn nữ luôn. Là để nó, và nó có ba cái kích cỡ khác nhau, lớn, vừa và nhỏ. Thì như vậy nó phù hợp với body của mỗi người đó, tại vì mỗi người thì cái cơ thể của họ mỗi người khác nhau, và đặc biệt là nam cũng khác mà nữ cũng khác nữa. Em thấy tiện không? Dạ tiện. Nhưng vì trong hộp chỉ có cái này với lại cái kem mà thôi hả Nghi? Còn cái gì nữa không Nghi? Đâu có, đâu phải chỉ có như vậy đâu. Thì em thấy nè, đây là cái hộp nè, chị mua về nè, nó ship về cho chị nè. Còn đây là cái đĩa nè. Cái đĩa với lại cái cuốn sách nè. Thấy không? Thì trong đây là cái đĩa nè, cái đĩa là em thấy không, nó để là 10 phút tummy tuck method à. Thì cái đĩa này á, là để có nó có những cái bài tập, rồi nó có những cái phương pháp hướng dẫn, thì mình bỏ vào máy mình nghe thì mình sẽ biết rất là rõ. Rồi ngoài ra đó thì còn đây là cái cuốn sách hướng dẫn nè. Cuốn sách hướng dẫn thì trong này á, là nó có là dùng như thế nào nè, rồi tập thể dục ra làm sao, rồi kết hợp với chế độ ăn kiêng như thế nào nè, rồi uống sữa nè, rồi phần ăn nè, khẩu phần calorie nè. Thấy không? Giống như là đây nè, để chị lập cho coi, giống như là đây nè. Giống như đây là một ngày bữa ăn một ngày của mình nè. Em thấy không? Một ngày bữa ăn một ngày của mình. Thì rồi đây là những cái trái cây nè, rau củ nè mình ăn nè.
thì sẽ là tốn bao nhiêu calorie một ngày nè. Tại vì bình thường á, một người ăn kiêng á, bình thường á là khoảng chỉ có thể cho vào cơ thể của mình là 1000 mấy calorie thôi. Thì trong này nó hướng dẫn rất là đầy đủ. Rồi em thấy anh này giống như là nè, giống như đây là so sánh nè giữa bánh mì trắng với lại bánh mì đen nè. Đó, thì nó cũng ghi là cái nào tốt cho mình hơn. Rồi nè, đây là cái cách tính calorie nè cho phụ nữ với lại cho đàn ông nè. Thấy không? Yeah, rất là tiện lợi chị Nghi ha. Rất là tiện mà chị thấy nó tốt. Thôi đầu nhìn coi. Nè, em thấy không? Đây là giống như là bánh mì trắng với lại bánh mì đen nè. Là cái cuốn sách này nó cũng hướng dẫn cho mình biết là cái cách ăn như thế nào để phù hợp với cơ thể của mình để mà mình giảm cân nhanh đó. Rồi còn đây á là cái cách tính calorie dành cho đàn ông và đàn bà. Cool. Rất là good đúng không? Chỉ rất là kỹ. Rồi, ok. Nhưng mà Nghi ơi, cái này giá cả của cái này làm sao Nghi? Đừng có lo, giá cả rất là phải chăng. Tại vì á hả, chỉ cần mua một lần thôi. Ý chị nói là trả một lần á thì là 39.98 đồng. Là mình sẽ có cái thermostat bell nè, cái thermal accelerator, cái kem nè, rồi cái đĩa nè, với lại cái cuốn sách hướng dẫn nè. Đó, còn nếu như mình make payment á là mình chỉ cần make payment 2 lần thôi và mỗi lần là 19.99 đồng. Ồ, tức là nếu mà mua luôn một lần là 39.98 đồng. Đúng rồi. Còn nếu mà mua 2 lần á, nếu mà trả 2 lần thì là 19.99 đồng. Giá cả rất là phải chăng đúng không Nghi ha? Đúng rồi. Cái này mà đi ra ở ngoài mình mà mua, em đi thấy ngoài mall nó cũng bán cái gen không thôi nha. Không có tay mỡ bụng đâu, là khoảng 70-80 một cái rồi. Đúng rồi. Cái này giá cả rất là tốt nha. Rất là phải chăng đó. Coi, ok. Như vậy thì, nhưng mà Nghi đi mua ở đâu? Đi mua gì? Giờ này mà đi mua gì? Home Shopping Network. Home Shopping Network? Uh-huh. Làm sao? Có nghĩa là bây giờ em cầm điện thoại lên, xong rồi em bấm số 800-292-1158. 800-292-1158. Thì hả, em gọi đến là sẽ có người giúp đỡ cho em là mua cái này liền. Ok. Nhưng chân chị nó mua liền đi chị ơi. Cái này em mua cho em không đủ đâu nha, em phải giới thiệu khách hàng của em nữa. Đúng rồi. Tại vì mấy chị em mua áo dài thích mấy cái này, thích. Đúng. Giữ dáng vùng bụng lắm. Nhưng mà em biết không, đặc biệt á một điều á là hả, để mà gặp người Việt Nam á thì em gọi vào số điện thoại là 713-591-9397. Ồ, 713-591-9397. Sẽ có người Việt Nam hướng dẫn cho em mua cái sản phẩm này liền. So cool. Tuyệt vời quá Nghi. Vậy mình gọi liền đi Nghi ơi. Đúng rồi, bây giờ mình gọi đi ha. 800-292-1158. Làm sao để giảm bớt mỡ ở vùng bụng với hệ thống Tummy Tuck? Rất đơn giản, quý vị hãy làm theo phương pháp 10 phút, 2 lần mỗi ngày. Sau 10 phút, quý vị có thể gỡ bỏ Tummy Tuck. Lúc này, cơ thể của quý vị sẽ bắt đầu phương pháp tan mỡ trong vòng vài giờ sau đó. Quý vị có thể dùng phương pháp Tummy Tuck theo 3 cách sau. Đeo vào dưới lớp áo quần bên ngoài để được thân hình thon thả hơn, giữ thói quen đó mà không cần phải tập thể dục, hoặc kết hợp Tummy Tuck với tập thể dục và thực đơn kiêng. Phương pháp này sẽ giúp quý vị giảm đi lượng mỡ dư thừa nơi vùng bụng và eo nhanh hơn gấp 4 lần bình thường. Cách thứ nhất, giữ thói quen hàng ngày. Quý vị có thể giữ thói quen sinh hoạt hàng ngày mà không cần phải ăn kiêng hay tập thể dục. Chỉ cần 10 phút với phương pháp Tummy Tuck và mỗi ngày đều đặn như vậy, quý vị sẽ thấy ngay lập tức khả năng giảm bớt mỡ của Tummy Tuck. Quý vị sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt sau 30 ngày đầu tiên, không cần ăn kiêng hay tập thể dục. Đơn giản làm theo phương pháp 10 phút với Tummy Tuck, đều đặn giảm nhiên lượng mỡ thừa ở bụng cùng với số cân hợp lý. Cách thứ hai, kết hợp với tập thể dục và ăn kiêng. Với việc kết hợp tập thể dục và ăn kiêng, Tummy Tuck sẽ giúp cho cơ thể của quý vị tiêu hao đi lượng mỡ thừa nhanh gấp 4 lần bình thường. Tất nhiên, quý vị không cần phải đeo Tummy Tuck trong lúc tập thể dục. Quý vị hãy nhớ một điều đơn giản thôi, chỉ cần 10 phút mỗi ngày lúc sáng sớm và sau đó quý vị tập thể dục bất kỳ thời gian nào trong ngày, quý vị sẽ thấy ngay kết quả tuyệt vời của Tummy Tuck. Cách thứ ba, thân hình thon thả. Quý vị sẽ có được một thân hình thon thả ngay lập tức khi mặc Tummy Tuck vào cơ thể. Được làm với chất liệu mềm mại, dễ co giãn, Tummy Tuck sẽ giúp cho quý vị cảm thấy thoải mái khi mặc cả ngày. Chỉ đơn giản 10 phút với Tummy Tuck. Thứ nhất, xoa kem Thermal Accelerator vào vùng bụng. Thứ hai, mặc Tummy Tuck vào và đứng 2 phút để bắt đầu làm tan mỡ. Thứ ba, thư giãn và sinh hoạt bình thường trong vòng 8 phút tiếp theo. Sau 10 phút thì quý vị có thể cởi bỏ Tummy Tuck và bây giờ cơ thể của quý vị bắt đầu giảm bớt ngay lượng mỡ thừa ở vùng bụng. The Tummy Tuck System không hề giống với những sản phẩm khác.
vì nó chỉ có thể che đi lượng mỡ thừa ở bụng cho đến khi quý vị cởi bỏ nó ra. Nhưng với 10 phút cùng Tummy Tuck thì sản phẩm này có thể giúp cho quý vị tiêu hao lượng mỡ nơi bụng. Thậm chí sau khi đã cởi bỏ Tummy Tuck, Tummy Tuck làm cho vùng bụng của quý vị trở nên nhỏ gọn hơn mà không cần phải thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày. Một cuộc thay đổi lớn khi Tummy Tuck được tạo ra với chất liệu mềm mại, co giãn và giúp cho quý vị có thể cử động một cách thoải mái suốt ngày. Sản phẩm này dùng được cho cả nam lẫn nữ, có 3 size khác nhau để có thể phù hợp với nhiều thân hình khác nhau. Bộ sản phẩm Tummy Tuck bao gồm Tummy Tuck Belt sẽ giúp cho quý vị có được thân hình thon thả hơn, Thermal Accelerator xoa kem vào vùng bụng, video hướng dẫn sử dụng, sách hướng dẫn sử dụng, phương pháp làm giảm nhỏ vùng bụng nhanh nhất và phù hợp nhất chỉ với 2 lần trả góp, mỗi lần 19.99 Mỹ Kim hoặc thanh toán một lần 39.98 Mỹ Kim, quý vị sẽ có ngay bộ sản phẩm Tummy Tuck ngay tại nhà. Hãy nhấc điện thoại lên và gọi 800-292-1158 800-292-1158 hoặc truy cập vào website www.tummytuckbelt.com. Trân trọng kính mời.